Hi, Long xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị em đang theo dõi trên kênh Tóc Long Hành. Và hôm nay Long đã trở về với bản Na Đươi với một trong thời tiết cũng không được thuận lợi cho lắm. Đó là trời đang mưa với cái không khí cũng như là thời tiết thế này thì không biết là bản sắc văn hóa đám cưới của đồng bào dân tộc Thái ở nơi này như thế nào. Thì Long muốn được vào đấy để trải nghiệm cũng như chia sẻ tới anh em bạn bè gần xa biết được một trong những phong tục tập quán và nét đẹp bản sắc đám cưới của đồng bào dân tộc Thái bản Na Đươi nói riêng và miền Tây xứ Nghệ nói chung. Còn bên cạnh đó nữa là mong muốn là giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất cho cô dâu và chú rể cũng như gia đình, một trong những cái khoảnh khắc có thể nói là giữ kỷ niệm lâu dài để anh em bạn bè gần xa biết được về đám cưới cũng như là giữ lại cho con cháu mình sau này được xem các bạn ha. Còn bây giờ Long xin mời các bạn di chuyển cùng với Long để chúng ta trở vào phía trong coi công tác chuẩn bị đám cưới trong những ngày mưa gió như thế nào. Hiện tại mà nói là ở đây trời mưa và đường xá cũng có thể nói là không được thuận lợi cho lắm cho khách xa gần trở về dự đám cưới. Dạ chị, dạ chị khỏe dạ. Chào các anh nha. Làm chi anh? Tối mà dạ. Dạ. Và không kể trời mưa anh em đã trở về đất rất là đông rồi các bạn. Em chào các anh nhá. Thế mà là cha không mình. Chấm chấm tiểu nữa. Dạ. Cái này là để lâm nọc đó hả? Ờ cái nắp hắn, nắp mà nọc rượu. À, dạ. Anh để lâu chứ? À dạ. Để anh làm nhá. Em lại đây xem có cái món gì đấy. Món thịt nướng. À thịt nướng. Thịt nướng. Chào sếp, cá to thế này à anh? Ừ. Ôi chả cái này ăn mấy đà này. Dạ. Mấy đường sống này bên này thôi đó. Chuyển đến đây. Mẹ rồi. À dưới này có đây hả? Ừ. Đồng hồ đây. Đồng hồ luôn này. Đồng hồ đây. Này. Cái này ra đây lại cho kín cho nóng không? Ờ, làm từ khi mấy giờ? Bây giờ có cái này đây anh? Làm từ khi 3 giờ. 3 giờ sáng á hả? Rồi các anh làm nha, em đi ra phía sau này xem. Chắc chắn nha. Đấy, công tác chuẩn bị chặt gà đó. Công tác chuẩn bị có sự kiện đặc biệt. Đi ra cúng đây. À, cái những đồ cúng này hả? Cái đồ cúng đẹp lắm. Đừng có lúi mạnh lắm mà nó không kịp chạy. Chạy mất rồi. À, ông ấy là thở chặt giỏi nhất Mao Đức. Có bình thường không? Chẳng hạn rồi. Sao nó rồi? Có bình thường không? Cái đấy là mồi con mồi một lòng là để làm để đấy không? Ờ à, đúng rồi. Không biết ở đằng này làm gì, nó sẽ di chuyển vào đằng này xem các bạn ha. Ở đằng này đang nhộn nhịp lắm. Em chào các chị. À dạ. Làm thịt lợn à? Không phải làm thịt lợn, làm thịt lợn. Ờ hello. Dạ. Ai bảo đẹp gà như vừa quấy cho không được một đấy. Cầm mấy trăm người không được lên, mình được lên. Em tiếc điều con lớn, em chỗ bố không thấy em. Tại video nó thấy em đổ mồ. Nhà anh nó biết là nhà em đang còn nấu ăn ở bên kia. Anh nó biết anh vẫn sáng với nó để ăn đó. Mà thấy em không nói cái này, chắc gì em nấu vừa nữa à? Ừ. Không biết. Đàn uống. Không biết. Ừ mà hôm đó là có mấy chị em đó thầy. Mấy chị em nấu. Xa xong rồi kia là các anh các chị đã có nấu một phần ha.
có thể nói là tí tơi thì không được phần lời, nhưng mà sự nhiệt tình của anh em bạn bè là không kém. Bây giờ là đi nấu món gì đó? Nấu canh á? Canh đông bao á hả? Canh nước đắng. Nấu lâu giá canh được chưa? Để đường thử thực cái. Ai đang lên rồi, đang mò tầm rồi. Anh chào các anh nha. Anh chào các anh nha. Chào bậc Xuân. Chào bậc Xuân lên. Xuân lên mà làm thịt bò mày chứ. Hả? Xuân lên mà làm thịt bò đang vô lì rồi. Thịt cháu rồi anh. À ra. Cái này là một chút xíu nữa mình sao là lột hay làm gì anh? Dạ. Món hơn này. Dạ. Thì bên này. Bên này thịt. Anh em hỏi thịt nên là nhúng quá rồi anh. Đúng quá rồi. Đúng quá rồi, bây giờ lên chiến lại cho nhanh nữa. Vừa rồi em thấy anh đấm cái gì đấy? Chọc đến để hắn ngâm. À, tức là mình chọc cho gia vị hắn ngâm vào cái bi này hả? Đây còn có một phòng để nấu nữa các bạn. Đây là nấu xôi nha. Đây là phòng bếp của gia đình luôn hả? À, tức là các chị đang còn không xối đấy. Gồm bao nhiêu không xối như thế này là gì? Gồm từ lúc sáng giờ là không bao nhiêu không như thế này rồi. Một tà. Tà đó là một tà. Một tà thì thế là một cái hồng này là được mấy ký? Một ba cân là ba cân này. Một hồng ba cân. Ba cân. Chục hồng là mới được ba yên. Ô thế là hơn 30 không? Là hơn 30 không. Ô từ lúc sáng giờ không hơn 30 không? Về buổi 4 giờ hơn 4 giờ. Wow, vất vả ơi. 4 giờ sáng là dậy hồng xôi rồi. Là lừa để bao đỏ đó. Dạ, lừa chỉ là vườn đỏ. Cái hồng này thì một hồng như thế này thì mình hồng bao nhiêu thời gian là được chứ? Khoảng 30 phút là được không? Nhưng mà thời tiết hôm nay không được ủng hộ mày nha. Đấy là một trong những đô lệ để chuẩn bị làm thủ tục cho cô giáo và chủ rể đấy các bạn hát. Cái nhà chị thôi á. Rồi. Hiện tại mà nói là thời tiết không được phân lời cho lắm các bạn. Long sẽ di chuyển ra phía sau này chia sẻ cho các bạn nhé. Chào anh ạ. Quay thịt rồi. Một trong những món ăn có thể nói là rất đặc sản của đồng bào dân tộc Thái đây các bạn. Và có thể nói đấy là một trong những nét đẹp bản sắc văn hóa của đám cưới đồng bào dân tộc Thái bản Nát Đươi. Phía sau lóng đó là tất cả các mẹ đại diện cho hai bên nội ngoại đang ngồi để chuẩn bị làm thủ tục cho cô dâu và chủ rể để các bạn hát. Thank you.
Và đây là một trong những thủ tục chuẩn bị tiếp theo, đó là lễ trà tiết. Mọi công tác chuẩn bị đã được các anh thanh niên cầm đủ để chuẩn bị đưa lên một trong những các thông hồ. Trong thời gian chờ các mâm cổ thì lòng phải cho các bạn xem một trong những cái nét đẹp của ngôi nhà gia đình cô dâu đấy các bạn ha. Có thể nói đấy là một trong những dụng cụ săn mắt của đồng bào dân tộc Thái thế này. Và đây là chị dâu mèo. Nhà bạn là thử sẵn rồi. Nhà bạn á? Ừ nha. Bằng cũ rồi, bằng mất rồi. Đấy là thử sẵn rồi. Thử sẵn đó. Tức là đây là một trong những cái con vật mà sẵn được cho bây giờ. Ừ, đó đó. Thử sẵn giỏi nhất rồi. Nhưng mà ông mất rồi. Dạ. Là bố của mình. Là bác của bác đó. Bác gái. Ừ. Bác ruột của bác luôn đó. Ừ, bác ruột đó. Ông qua đời. Ông qua đời rồi. Là bác ruột đó. Sẵn được con hướng, con má, con hồ, con chí cũng sẵn được, con lờn, con nở. Đó là những cái đấy là của đi lại đó. Thế ngày xưa đi sẵn đi xa không? Xa, xa lắm. Đi xa. Vô đường 6. À thế. Thì bây giờ là... thì có ai trong trong họ mình hay đi sẵn như thế này nữa không? Thì chúng cũng khổ, vừa là cũng hiếm rồi. Cái chí hết cũng hiếm rồi. Dạ. Nhưng mà bạn ấy là giỏi nhất cái làng đi thủ sẵn rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn nha. Cho cháu hỏi cái là những cái mắm này là có ý nghĩa như thế nào đấy hả bạn? Ở đây là báo cáo với chú thế này, vì cái tập tục của dân tộc Thái chúng tôi á là luôn luôn thờ cúng tôn trọng là các bậc tiền bối. Theo tập tục ở đây là có bốn mắm. Mắm đầu tiên là hai con gà, là thờ là tổ tiên là trong gia đình. Mâm thứ hai là con lợn, là có thù, có đuôi, là thơ, là cái bậc tiên bối biết Hà Nội đến đấy. Còn mâm thứ ba nữa là một mâm gà, mâm như là thơ là ngoài của là cô cháu. Rồi mâm cuối cùng là mâm là thơ là ông nội. Trong cái ghi lễ tục thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà một thứ một ít. Mà đặc biệt nữa là ví dụ trong cái đám cưới này á, là tại sao là có con gà rồi đang có cả địa thịt đưa lòng, là vì là trong cái cuộc vui này á thì về cái thủ tục thì đến được hưởng là nguyên con gà, nhưng mà phần trong gia đình này là lại biếu, là biếu là cùng chung hưởng trong cái đám cưới là có gà lợn, gà hắn có khác thì cái tập tục dân tộc mông có, nhưng mà dân tộc Thái là nó biểu hiện có phải có những cái đó có những cái rồi chào các bạn nha. Ngày xưa là một người con giáo nó phải đẻ được bốn người con mới được ra riêng, cho nên bác đây cũng đẻ ở cái nhà này mới được ra riêng. Tức là mình phải đẻ ít nhất được bốn người con. Bốn người con mới được ra riêng. Cho nên nhà này là cái bác làm đám cưới này này là cái ông cái bác cả bác tháng này là bác thứ hai ở là đẻ được 8 con gái, chỉ có một đứa con trai này. Tí rằng nhỏ nhưng mà lại to nhất là đầu hổ. Thank you.
bên nội đi làm một mâm này. À, bên ngoài, bên ngoài một mâm. À. Ở bên nội một mâm là rồi cái mâm nữa là bên bên ngoài của nhà đi. Bên ngoài của cô cháu. Đó là một nhà một mâm cơm là cũng về tổ tiên. À, xong rồi thì các cụ lại ngồi mô là coi như là công khai với nhau là có những gì thì mâm cơm về cũng tổ tiên. Tổ tiên ta rồi. À, thế là nhà cũng khá với nhau. Dạ. Ờ, nên khi nói là bên tông gia cũng có cái chim mâm cơm thì cũng tổ tiên tất cả. À. Là ngồi lại với nhau là để là... Rồi. À, dạ. Rồi, chào cảm ơn bạn nhé. Con cháu ăn bỏ ướt chi á, chờ nếu đó hạt quay nữa. À, loa thì hết chuyện đây. Mâm đó là như thế nào? Ừ, mâm này để thì cũng cho bố mẹ. À. Cứ là hát mong cho bố mẹ mạnh khỏe, cảm ơn thông gia đến làm bia cho. À. Ừ, anh em họ hàng mời đến để có tê, có cả quan hồ. Đây này, quan hồ à. À. Để ngồi mâm cơm đi. À. Vui vẻ bà nữ hát cho thông cảm cả thông gia này à. Để làm nữ cho cũng khai cho cảm ơn lắm. Ừ, nhớ đời đời suốt đời ăn tháo. Dạ. Ừ, rứa bà hát à. Để cho nó hỏi cái mắm đỏ là có ý nghĩa như thế nào? Ừ, ý nghĩa nhá. Kiểu cũng nuôi con à. Ừ, có cả vòng tay, vòng chí, vòng tay cho. Ừ, con nuôi tắm con khi năng xưa nữa. Họ bỏ hết. Vừa đi à, ừ, ý nghĩa rất đúng. Ừ. Tức là giống như của con cài bảo hiệu lại bố mẹ. Ừ, bảo hiệu lại. Ừ. Bảo hiệu rồi con được đi về nhà chồng. Ừ, đi nhà chồng mớm cơm thì ý nghĩa ra được. À. Con phía tường đó là mẹ của cô cháu đúng không? Ừ, phía tường là mẹ của cháu, cưới là chị gái của chồng. À. Ừ, tức là bạn đó phải không? Bạn đó. Ừ, mớm cơm hồi nữa bà là hát hai hồi nhân có đúng đi nè. Ừ, hồi nhân có đúng đi là bà hát cái xin lễ đấy đấy. Ừ, xin lễ đúng rồi. Cháu đúng trong cái thông gia. Cái xin lễ đó là gồm những cái gì à bà? Gồm những chăn gối nè, rồi đệm nè, quần áo nè. Ừ, rồi vàng bạc cho con. Nhiều vậy à? Nhiều. Ừ. Chào các bạn nhé. Ừ. Chị và tôi. Dạ. Ừ. À, dạ. Đi từng gia đình hơn. Ngày năm mươi lớn, cá này không phải là giá. Bà liên được cầm lớp. Bà liên cầm lớp đâu? Là ngày xưa thì đây. Nó mày cái ní này à, dạ. Là phải mua hai tóc hai sợi đó, hai sợi á. Ờ, để cho hắn có đuối. À, tức là kiểu gì cũng phải có đuối có cọc không? Ờ, cái mố không phải có đuối rồi đi, còn buộc một giấy là bị phạt đó. À, một giấy là chết đúng không? Cái nếu có đuối này thử ra được cũng có đuối đó. Cái mốt có đối hiểm mà nữa. Ừ, dạ. Nhưng mà buộc một cái là hành ấy chết rẻ nhau. À. Có ý nghĩa cả hả? Có ý nghĩa cả. Vâng, xin được vui mừng chào đón toàn thể quý ông, quý bà, quý cha, quý mẹ. Có gì chú bác khơi sắm của chúng ta
đặc biệt là bạn bè nam nữ tay cơ người ra của chủ đề và cô dâu đã trở lại với chương trình đại lễ vô quy một ngày quốc trăm năm cho chủ đề và cô dâu chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới quý tăng thay lời cho đại gia đình nhỏ gái đặc biệt nhớ lời cho chú đệ và cô dâu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách, lời kính chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Kính thưa toàn thể hồi hôn kính mến, được sự nhất trí của đại gia đình nhỏ gái, được sự nhất trí của đại gia đình nhỏ trai và đặc biệt được sự đồng tình của chú đệ và cô dâu, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, ngày hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 11 tháng 2 năm Giáp Thìn. Về phía đại gia đình nhỏ gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay đó là ông Quang Văn Tiệp và bà Vi Thị Thiệp, có địa chỉ Na Đời, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông của tỉnh Nghệ An. Rất vui mừng được kết tình thông gia cùng gia đình nhỏ trai đó là ông Lộc Văn Hậu và bà Ngân Thị Liên, cũng có địa chỉ Bạt Đà Đời, xã Bảo Đức, huyện Con Cuông của tỉnh Nghệ An. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, trước về vấn đề về khúc của chủ đề và cô dâu chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, hiện diện cùng chủ đề và nàng dâu là song thân phụ mẫu của cô dâu, song thân phụ mẫu của chủ đề, đặc biệt là hai bác trưởng đoàn được đại diện cho bậc cao nhất của hai gia đình cùng đã trở về đây để chung chia vun vén cho tình yêu thương của hai con. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách chúng ta có mặt tại hôn tiệc cưới khang trang lịch sự trong buổi trưa nay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón và chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị, và để cho cô dâu và chú rể chúng ta trở về bên nhau sống trong một gia đình hạnh phúc êm ấm thì chúng ta không thể quên đi và thiếu đi những lời căn dặn, những lời cảm ơn chân thành của tất cả quý vị đến từ hai bác trưởng đoàn được đại diện cho bậc cao nhất của gia đình nhỏ trai và gia đình nhỏ gái. Giây phút này đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng ánh mắt yêu thương trở về với sân khấu nhà tình yêu, và chúng ta sẽ đến với những lời phát biểu cảm ơn chân thành của bác trưởng đoàn được đại diện cho gia đình nhỏ gái chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các ông các bà, quý vị cao niên, các ông các bà, quý gia cao tuổi, kính thưa quan viên họ nhà trai, kính thưa các vị khách quý, bạn bè gần xa, thay mặt cho họ nhà gái trước hết, thay mặt cho họ nhà gái tôi xin trân trọng cảm ơn tấm lòng chân tình, mặc dù thời tiết và thời tiết không được cho đẹp lắm, nhưng mà quan viên quý khách và quý ông quý bà đã đến tham dự một cách đông vui và rất vui. Hôm nay ngày lành tháng tốt, bên họ nhà gái tổ chức để làm lễ vu quy cho hai con được xây dựng gia đình. Được hết thay mặt cho họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn những món quà của quý vị khách quan cùng như tất cả các ông bà thông gia, ông bà cao tuổi là đến chúc mừng và chúc mừng từ hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng quý báu của quý vị khách quan và của ông của bà đã dành cho ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho họ nhà gái chúc đôi vợ chồng đã thành người thành chồng rồi và hạnh phúc mãi mãi là xây dựng gia đình mãi mãi hạnh phúc. Xin thay mặt cho họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn. Rất tuyệt vời, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm đặc biệt cũng như là lời cảm ơn chân thành của bác trưởng đoàn được đại diện cho gia đình nhỏ gái chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giây phút này chúng ta sẽ trở về với những tình cảm đặc biệt của phái đoàn gia nhỏ trai, sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn chân thành đến tình cảm đặc biệt của phái đoàn gia đình nhỏ gái đã tiếp đón chú đáo trong ngày trọng đại ngày chung đôi của cô gia của chủ đề. Xin được trân trọng kính mời bác. Tôi xin kính thưa ban tổ chức và xin kính thưa tất cả các quý đại biểu khách quý gần xa đã có mặt trong hôn lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý ông quý bà thuộc quan viên hai họ nội ngoại nhóm thề, chúng tôi có hai con Văn Trung và Thị Minh,
nói yêu nhau, có lời thưa với bố mẹ, được sự nhất trí và quan tâm của bố mẹ. Chuẩn hôm nay ngày lành tháng tốt của một ngày đầu xuân năm mới năm Giáp Thìn, lễ thành hôn của hai cháu được tổ chức. Được sự quan tâm của ban tổ chức, dành chút ít thời gian cho hai gia đình chúng tôi có lời phát biểu. Tôi thay mặt cho hồ trai xin lên đầu tiên, tôi không biết nói gì hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã nhiệt tình phục vụ, làm cho hôn lễ được thêm phần long trọng. Và xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý gần xa. Sau khi nhận được lời mời của hai gia đình chúng tôi, tất cả các quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian, mang theo những món quà đặc biệt đến chúc cho hai vợ chúng tôi được trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà hồng ngoại đã đón tiếp đoàn chúng tôi một cách nồng nhiệt, nhiệt tình phục vụ và tạo mọi điều kiện cho đoàn chúng tôi được làm đúng mọi thủ tục theo phong tục tập quán về làm lễ cưới hỏi cho hai cháu. Xong gia đình vẫn có nhiệt tình phục vụ, chúc những chén rượu đông làm cho tình cảm thắm thiết đôi bên thông gia và giao thể càng thêm gần bó hơn. Một cuối lời, tôi không biết tuổi gì hơn, tôi xin kính chúc ban tổ chức, kính chúc tất cả các quý đại biểu khách quý gần xa và tất cả quý ông quý bà thuộc quân bên nơi hồ đường ngoài và các lễ năm mới đạt thành tích mới và gặp nhiều may mắn trong mọi công việc. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Xin lời cảm ơn chân thành đến những lời cảm ơn, những tình cảm đặc biệt của phái đoàn gia đình nhỏ cay. Có những lời cảm ơn rất là xúc tích, ý nghĩa và tràn đầy niềm vui hạnh phúc của con dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể hồi hôn kính mến, thì vừa rồi chúng ta cũng đã được lắng nghe những lời cảm ơn chân thành của hai bác trưởng đoàn gửi đến cho tất cả quý vị chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Thì sau những lời phát biểu đó thì kim đồng hồ chúng tôi cũng đã chỉ vào giờ lành tháng tốt, cũng như tất cả quý vị chúng ta đều biết rằng trong năm ta chọn lấy một ngày, một ngày chọn lấy một giờ, và giờ đẹp nhất dành cho chú rể và cô dâu chúng ta trở về bên nhau và tổ chức hôn lễ trong buổi trưa hôm nay cũng đã đến. Một lần nữa, Mỹ Đức xin được thay lời cho ekip chương trình xin được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ vô quy, một ngày phúc trăm năm cho chú rể Văn Trung sánh duyên cùng cô dâu Thị Quỳnh, xin phép được bắt đầu. Chúng vui tròn vẹn để hội kiến cho anh em chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Và xin mời hai gia đình chúng ta sẽ cùng bước lên một bước để chúng ta cùng bắn tay nhau kết tình thông gia trăm năm và mãi mãi dõi theo con đường hạnh phúc của hai con và giúp đỡ cho con trẻ chúng ta được hạnh phúc trăm năm. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời chúng ta sẽ đứng vào một hàng để bắt tay đi ạ, để cho nhiếp ảnh gia chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang được chứng kiến
những phần quà đến từ đại gia đình đồng hành xem cho các con được chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và những phần quà và vật chất mà gửi lại cho hai con thì cũng mong muốn rằng và thay đổi một đời đến hai con, chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc, đó là điều mong muốn của người làm cha làm mẹ. Và ngày nay tất cả quý vị chúng ta cùng đều biết rằng đi khắp thế gian không ai thấp bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không bằng đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ tình con cha. Không sao thì như núi Thái Sơn, như mẹ thì như nước trong cuộc chảy ra, một lòng thờ mẹ tình cha, chúc cho chữ hiếu đó mới là đàn con. Và những phút vàng ngày hôm nay thay lời một người đến người con gái và người con trai của mình, hãy tin tưởng nhau, đừng bỏ lỡ nhau trong cuộc sống hôn nhân và gia đình sẽ có nhiều trong gai. Và mong muốn rằng hai con sẽ biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Và người con gái ngày hôm nay cũng như là cô dâu tình nguyện của chúng ta cùng một lời lên một câu rằng: cha ơi, mẹ ơi, con yêu cha mẹ nhiều lắm, cảm ơn cha và mẹ đã sinh con ra và nuôi lớn con thành người. Ngày hôm nay đây được sự yêu thương giúp đỡ của bố và mẹ, con đã trưởng thành hơn và tự lập mẹ cho con mình một cuộc sống mới, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đó là cầm tay chú để mang chung đến quãng đường này với những người căn dặn những yêu thương những phần quà của bố và mẹ dành cho con. Con sẽ ghi nhớ một lời, họ là hành trang cho cuộc sống sau này của con. Và xin kính chúc cho bố và mẹ hãy mạnh thật mạnh khỏe và dõi theo con đường tương lai của con. Và một lần nữa xin cảm ơn phần quà đến từ bố và mẹ. Và xin mời em trai cô dâu sẽ trao những phần quà cho anh chị. Xin được bạn cho các chị mời.
Vâng ạ, rất tuyệt vời, xin lời cảm ơn chân thành đến Phần Quang, âm nhạc đến từ giọng hát của chị Quang Đông. Và đặc biệt xin lời cảm ơn chân thành đến mùa xuân về xin mát xin mưa nhờ con rừng con suối nhờ có tình bạn tình đi đâu nhé, gọi bạn.
xin cảm ơn chân thành đến phần quà âm nhạc đến từ giọng hát của em Hội Vũ Lê Rô rất là nhiều với hai ca khúc rất là ý nghĩa và sôi động trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là đề về hội trường hôm nay.